Xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi rất là vui vì thứ nhất là tôi vui vì gì? Tôi đã bị bệnh sổ mũi, nghẹt mũi 2 năm nay rồi mà đi chữa khắp nơi không khỏi, các loại bệnh viện rồi mổ 2 lần rồi không khỏi, về lại bị tái lại, dùng rất là nhiều thuốc tây cũng như là thuốc đông y nọ kia, nhưng mà nó dùng xong nó khỏi được một thời gian lại bị lại. Tôi không thể nào mà rất là khó chịu với cái bệnh này, nên là bây giờ sống chung với nó được 2 năm thì hôm nay tôi chính thức hết khỏi bệnh luôn, là nhờ cái thuốc này cầm trên tay này, không tem mác, không nhãn hiệu gì cả, thế mới hay. Mà xịt vào một ngày đầu tiên ấy, tôi xịt vào mà dễ chịu luôn, thở được, sung sướng lắm. Mà những cái người bệnh nào mà đang mắc bệnh như kiểu là viêm xoang hoặc là viêm mũi dị ứng ấy, cực kỳ khó chịu, không thở được, đêm ngủ không ngủ được, nó xông lên đau đầu, đau mũi, nhức đầu, nhức óc, khó chịu còn hơn cả các cái bệnh khác. Cái bệnh này nó không làm được cái gì. Mà bây giờ tôi đã khỏi bệnh. Cái thuốc này rất là thần thần kỳ nhá. Nó làm từ 100% từ thảo dược. Thì cái này là có người chị ở trên Lạng Sơn chị giới thiệu. Thì cái này nó nguồn gốc xuất xứ là từ trên Lạng Sơn. Các bác nếu mà ai mà đang bị ấy thì cứ nên liên hệ trực tiếp với số điện thoại của tôi. Thì đặt hàng thì tôi sẽ mua giúp cho. Đây này, nó có một liệu trình là một lọ 20 ml xịt thẳng vào mũi. Nó có xịt này, xịt vào mũi, xịt xịt. Còn cái lọ nhỏ hơn này, nếu các bác muốn dùng thử ấy, nó cho các bác dùng cái lọ nhỏ nhỏ này 5 ml này để rõ vào mũi trong vòng một tuần là các bác đỡ hẳn ngay, sung sướng. Những người nào mà bị mắc bệnh đấy thì quá đau khổ thì nhỏ cái này một nọ này phát là sung sướng như kiểu là thế giới nở hoa đó. Cái này nếu mà dùng hết liệu trình không bị tái lại luôn, hết liệu trình dùng 20 ngày đó. Còn cái này là dùng một tuần 5 ml xịt vào ngày đầu tiên, dịch xanh ra hết, dịch đờm ra hết. Nó cứ ngày thứ hai, ngày thứ ba đến ngày thứ tư, ngày thứ ba, thứ tư là dịch bắt đầu trong và thấy dễ chịu hơn. Còn các bác cứ xịt các thời điểm trong ngày, ví dụ các bác thấy khó chịu phát các bác xịt luôn, chứ không phải là cứ cứ nó tính theo giờ đâu. Các bác cứ khó chịu mà các bác xịt, xịt càng nhiều thì lại càng khỏi nhanh, nhưng mà cũng phải chia ra để dùng trong vòng 20 hôm ngày là hết cái này thì bệnh nó sẽ tự khỏi. Và các bác thấy chuyển biến rất là nhanh, trong vòng 5 ngày đầu là đã ok rồi. Nếu mà bị nhẹ thì chỉ vòng 5 đến 1 tuần là khỏi, còn bị nặng thì phải 20 ngày, không, bị nặng thì chỉ 10 ngày thôi, nhưng vẫn phải xịt để cho nó không bị, sau này không bị tái lại. Bị nặng chỉ 1 tuần đến 10 ngày thôi là khỏi, ra hết dịch xanh ở trong khoang mũi, ra hết các cái dịch nhầy bẩn nó ở tiết ở trong, nó nằm ở trong ấy thì nó sẽ khỏi. Đó, thuốc này rất là hay nhá. Đấy, giới thiệu với anh em thì bác nào biết người nào trong gia đình mình có cái bệnh này thì có thể giới thiệu cho họ khỏi hẳn đi, cho họ đỡ phải khổ. Có một ông ấy đi bệnh viện mổ bao nhiêu ngày, ông ấy mất bao nhiêu tiền, hàng mấy chục triệu mổ, dùng thuốc hàng bao nhiêu tiền rồi mà không khỏi, cứ bị rồi mà cứ lúc nào ông cầm cái khăn lau nước mũi, không làm được cái gì cả. Thế là đọc được bài viết của mình ở trên Facebook, mua luôn về dùng, mua luôn cái nọ này này về dùng phát
hai ba ngày đầu phát sung sướng, sẽ nhắn tin sướng cảm ơn nọ kia. Nói chung là cái thuốc này nó là 100% thảo dược mà, cho nên là các bác cứ yên tâm dùng. Trẻ con dùng thì nó sẽ hơi cay, thì các bác pha ra mấy cái nước muối ấy, pha mấy cái nước muối sinh lý nó loãng ra thì nó bớt cay cho trẻ con dùng. 5-6 tuổi nếu mà bị viêm mũi thì có thể dùng được rồi, khỏi ngay lập tức, không khỏi trả lại tiền, không khỏi trả lại tiền 100%. Nếu các bác không tin thì các bác cứ mua cái thử cái nọ này này, dùng trong vòng 1-7 ngày khỏi luôn. Nhưng mà muốn hết 100% mà không bị tái lại thì phải dùng trong vòng 20 ngày một liệu trình. Kiêng nhiều thứ lắm, ví dụ kiêng những ăn đồ ăn cay ăn lẩu, rồi thì phải tập thể dục chạy bộ cho nó nóng người lên thì nó nhanh khỏi hơn. Ví dụ mà ông xịt ông cứ nằm xong xong nằm mới ăn những cái đồ cay nóng vào thì nó cũng không khỏi đâu, phải kiêng. Không được uống rượu, mấy cái ông người lớn, mấy ông già này hay uống rượu, dùng uống rượu vào là không khỏi đâu, phải kiêng. Kiêng có 1 tháng không rượu thôi thì là khỏi. Rồi thì không được ăn cay quá, không được ăn tương ớt, không được ăn những cái đồ. Rồi cái những cái kiêng ấy thì tôi sẽ tư vấn sau cho các bác. Còn bây giờ thì thôi nhá, xin chào nhá. Nếu mà muốn khỏi bệnh, người nhà và các bác muốn khỏi bệnh thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi nhá. Thuốc lúc nào cũng có, chỉ cần gọi là tôi sẽ lấy về cho hộ các bác. Đây là tôi đã khỏi rồi và muốn giới thiệu các bác thôi nhá. Xin chào.